đặc của mỗi hai vợ chồng. Đây, các bác đến ủng hộ rất chi là đông. Hôm nay đầu tháng, mấy bác hết Yên Dũng rồi lại Hòa Bình đến ủng hộ rất đông. Có giấy tờ đàng hoàng. Ủa, xin nhan làm gì cho tốn điện thế? Ai người ta dùng đi đường, ai dùng xin nhan. Đây bên kia sáng kìa. Bên này. Đây. Đây. Bên này chú cắm rắc vào. Chắc nó lỏng mát thôi. Ok thôi. Rồi, xin nhan các bác. Đây các bác ăn bưởi của mấy bác ở Hòa Bình bác. Bác cho đấy. Bưởi ngon đấy bác. Mấy bác Hòa Bình mua em trâu to kìa các bạn. Rất đông. Rất nhiều, vẫn còn rất chi là nhiều máy các bạn. Giao liên tục. Người bác Thái Bình lại bảo ăn cháo. Là nghe thế mới kinh tế đấy mà. Ở chỗ đồng của cháu cũng thế, chỉ 18 thôi. Đặt chạy 18.02 thôi. Thì bây các cụ già này cứ túc tắc làm thôi. Xúc lên xe. Rồi. Đấy, ăn lên xe. Cứ bình tĩnh thôi, con này nó đang bị mất phanh đấy. Vào đây. Để chục con à? Đang chỉ tiêu 10 con. Ờ được rồi, không sao. Lên đây, cứ lên đây. Không vỡ là sao được. Rất mới. Ngửa cân. Rồi ok. Không đổ được. Lên đây, cứ lên đây. Rồi. Lùi quay đi ta kia. Hãy cho thang vào đây. Đấy. Rất nhiều, rất mới. Đấy ông ấy ra. Lấy lòng giàu lòng nhớ, phớt trước phớt sau. Cho mấy bác ở bác ở đâu nhỉ bác nhỉ? Ôi giời. Bán nhiều không có tận. Kiến Xương Thái Bình. Bác chọn một siêu phẩm. Siêu phẩm quá mới luôn. Bác đại biểu nó lùi ra. Rồi ốp rồi. Rồi rồi bên này rồi. Đèn điếc đầy đủ, tiến lên tí chú. Rồi ok. Rồi. Các bác hôm nay đẹp ngày, các bác đến ủng hộ rất chi là đông. Không có thời gian quay. Các bác kiến Xương Thái Bình. Biển số đâu? Ôi, không có biển, biển bên Nhật người ta về người ta tháo mất rồi chú ạ. Lốp làm rất đẹp. Vâng. Đấy, lốp trước lốp sau mấy bác ruộng ít ít 2202. Quá mới luôn các bạn. Bàn giao liên tục. Không ngừng nghỉ. Lùi đi. Lên xe các bạn. Đây còn hai bác trâu to kia nữa. Đây, sáng giờ là 5 em rồi. Liên tục tục. Ngày nay chắc phải 15 em thì hết máy đấy bác ạ. Hay là hay là, hay là bán rẻ hay thế nào đây các bác, như là lúc nào cũng đông như hộ dạ. Biểu ơi, đánh máy lên xe con. Biểu đâu ơi? Anh biểu lại tiếp tục lên xe. Phải dùn cho bác Quyết, dùn cho cháu nhá, một cầu là ấy đấy. Đang chậm thôi. Anh biểu lại tiếp tục lên xe. Lên xe các bác nhá. Cho xe đấy. Xe này ông này biết nhà rồi. Ông nội ông ấy chở mấy ông cũng gần ở đấy. Biết nhà rồi. Nói rồi. Biết nhà rồi. Đúng là gần nhà rồi. Đây, lên xe các bác. Đây vẫn tiếp tục bàn ra liên tục. Không ngừng nghỉ. Gì đấy? Ô. Xong đây đưa. Sao đấy? Làm gì ở đấy? Hai mấy ông này? Nắp cực vào nó có gì đâu. Mày nắp nào? Nắp ngược rồi, bố ơi. Các bố ơi, là các bố. Âm dương nó phải cách biệt. Nhớ thương nhau cùng. Lại âm dương đã bảo để biểu nó nắp cho thì để vừa chạm vào trục. Hai ông bảo mang tiếng chạy máy lâu lắm rồi. Lắp cái bình, lắp ngược thế để. Chọc lên mấy cái cực này khác này. Đây là trừ này anh này. Cộng cực trừ này anh, lấy cái cực cộng này anh nắp vào thì chả khói um. Đang nói cái gông kia nó cao quá. Vâng, ông nắp cái cực đấy đã lắp ngược bình rồi. Thôi để các cháu lắp cho.
Đấy, còn bên kia là đang anh Bỉu đang lên xe các bạn. Đấy, đã lên xe các bạn. Bàn giao liên tục, không ngừng nghỉ. Lúc nào cũng bàn giao liên tục, không ngừng nghỉ. Đấy, còn hai ông này nữa đây. Xin chào các bác. Đấy, hai ông này 17 đây. Hai ông đi từ Thứa vào. Lắp ốc vào cho bác về bác chỉ đặt vào đây là xong. Lúc nào cũng rất chi là đông. Bỉu để chìa khóa lên cho bác, không quên chìa khóa để bộ nhật phớt việc cho các bác. Đấy, rất nhiều các bác nhé. Bàn giao liên tục, không ngừng nghỉ. Lúc nào cũng... đây là toàn các bác chạy máy rồi nên cũng không phải hướng dẫn kỹ. Đấy. Rất nhiều các bác nhé. Các bác vẫn đến ủng hộ rất chi là đông. Liên tục. Đấy, lúc nào cũng rất đông vui. Ừ, cho bác Hưởng đi con này luôn. Còn kia cho ông Đồng đi. Đấy, đang lắp. Lắp phải. Đấy, cho anh Bình nó cho gỗ vào trong này anh ơi. Cho gỗ nhỏ nhỏ thôi. Gông vào. Đấy. Rồi. Đấy, dàn này lắp dễ. Lùi sọc phát ăn ngay. Vâng, đầy đủ hết các ạ. Phớt trước, phớt nhớt phay rất đầy đủ. Móc vào đấy là xong rồi. Lùi móc vào tí lọc nước là cháu cho bác. Nhưng mà cái lọc to này bác để đấy tận dụng nhá. Vì nó rất thoáng, cái lọc nhật này nó to, nó dài này. Về mình xúc đi. Được rồi, đẩy vào, đẩy vào. Được rồi, lên lên lên, lên bên đi. Rồi, ok. Đi thấy Bình đi trên xe ai giả? Minh giả. Chưa được, chưa được. Chưa vào đâu. Cao rồi. Chưa được. Cái này nó phải ăn xuống dưới cơ. Bây giờ phải chỉnh cái này. Cái này phải lới dài ra tí nữa. Đấy. Đây là mấy bác ăn được. Đang lắp. Rất chi là nhiều. Các bác ủng hộ rất đông. Bác Thái Bình đã xong, đã về đấy. Cảm ơn mấy bác ở Thái Bình nhá. Tiền xe mình gửi. Thở lưới dài cái đấy ra, mổ kia lên. Lắp vào là xong. Anh nhá. Anh Bỉu lên xe đây, anh Bỉu thử cầu trước cho bác xem nào. Anh Bỉu. Ấy, rất mới. Còn này máy ngon. Ấy, turbo vẫn rít ui. Bốc đầu ấy. Anh này anh chạy kinh lắm. Bàn giao liên tục này, hai em trâu to liền các bạn. Đó. Hết lái. Rồi. Rồi. Ôi. Húc đầu vào đi. Khéo đấy, to này rồi đổ cây của bố đấy. To này húc mạnh lắm. Cho tầng chậm thôi, anh Bỉu ơi. Đổ mất cây của bác bây giờ. Máy rất mới các bạn, xuất sắc. Chuyên thử cầu trước. Kiểu gì cũng phải vãng cầu. Rồi, cái cầu là bới rồi. Bới rồi. Bới cả hai bên. Bác Hưởng lửa mở xe này lên xe. Hả? Con cho bác Hưởng chờ. Con lùi lên xe cho bác. Xe chạm bò thôi. Rất nhiều các bạn. Lên xe, em thứ 6 trong ngày. Đẹp. Mùng 2 các bạn. 6 em lên đường. Toàn châu to à, 2 em châu to à. Sang đây đi. Thôi, vào tầng chậm thôi con. Rồi, được rồi. Rất mới, rất xuất sắc các bạn.
Rồi. Kéo Ben lên nào. Ben biết là lên ok hết đấy nhá các bác nhá. Và hãm lại xem cái hãm chưa. Anh Bỉu. Hãm Ben thế nào? Ok chưa? Cái này là phải kéo cần phụ lên đấy. Cái này là phải hai cần. Cần phụ lấy lúc nào cũng phải ở tầng này. Đấy. Có cao quá không? Cao quá đấy ông Hưởng, hãm lại tí đi. Hãm lại cho chắc ăn. À đâu? Thôi được, được rồi. Thôi lên đi. Đúng ốc rồi. Đúng ốc rồi. Ấy, turbo zin rất mạnh. Lên xe. Lên xe về nhà chồng các bạn. À, lên xe về nhà chồng. À, lên xe nào các bác. Anh không lái à? Anh Bỉu ơi, anh không lái à? Anh à, rất mới các bạn. Được chưa? Hôm kia xong chưa? Rất mới các bạn. Bàn giao liên tục. Và xuất sắc các bạn. Bàn giao liên tục cho các bác. Không ngừng nghỉ. Ừ. Lên xe đấy. Run chưa? Lên con to này có thấy run không? Anh Biểu. Quá ok, quá thẳng luôn các bạn. Bàn giao liên tục. Máy tốt rồi, ga vừa thôi. À, lên xe các bạn nha, đã xong. Thôi lùi lên hẳn xe đã. Cho cả máy lên. Làm con này cũng được anh. Đấy, rất mới các bạn. Thử câu chưa bác chưa? Thử câu chưa? Lại đây là tiếp em 385 nữa các bạn. 385 này, à con 43 này cho bác ở đâu nhỉ bác nhỉ? Yên Thế. Yên Thế Bắc Giang, cầu cầu Yên Thế, hội Hoàng Hoa Thám. Còn đây là bác ở Lương Sơn, Hòa Bình. Hòa Bình là bác, dạ? Cái này không có đai để... À đai gì Bỉu, thiết kế thôi ông. Ông cho mày một bao ủi đây này. À bao bao bưởi... Bác ở đâu nhỉ bác nhỉ? Tân Lạc Hòa Bình. Tân Lạc Hòa Bình, đúng bưởi Tân Lạc Hòa Bình. Con vào con lấy cái gông trong để Bỉu nó gông cho bác. Công bình cho bác. Không nghiêng nghiêng mà ngã thì cũng... Đấy, nghiêng ngả các thứ ngon nghẻ đấy. Đấy bác ơi, bác lắp nước vào xong là phải căng hết hai bên này nhá. Này, căng bên kiếm này vào này. Để cho đỡ đập bên nọ bên kia. Rồi. Vâng, thế cảm ơn bác nhá. Bắt tay ông bác cái này. Về làm để ý giữ gìn. Bảo quân lính làm để ý giữ gìn. Vâng, thế chào bác. Đấy, còn lốp để cho bác thêm một đôi đấy. Đôi này nó hơi lấn lất này. Cho bác thêm hẳn một đôi lốp nữa. Dầu nhớt. Cháu kiểm tra kỹ càng hết cho bác đây. Vâng, để về bác chỉ việc chạy thôi. Dạ. A số, cháu kiểm tra hết. Kiểm tra hết đầy đủ cho bác. Hạ phay đây để anh kiểm tra. Đấy. Bác được cả bộ dao đẹp này. Đấy. Dao vẫn rất mới. Về chạy luôn. Êm như đứt xích. Vâng, êm như đứt xích luôn. Rồi, ok các bác. Về rất chi là nhiều. Rất nhiều máy. Lại tiếp tục các bạn. 385. Số cơ bên cơ nha các bạn nhá. Xuất sắc. 385. Đẹp xuất sắc. Anh Bỉu thử vào số phay quay ra nào. Để bố nghe xem có ngon nào nào. Đấm mạnh ấy. Rồi ok. Êm như đứt xích. Êm như đứt xích. Chỉ nghe được tiếng gió thôi chú ạ. Chỉ nghe tiếng gió nó ù ù thôi. Rồi được rồi, con lùi vào đây. Thử câu trước các bác thế nào. Máy rất mới, 385 các bác nhé. Xuất sắc luôn. Vào đây.
Rồi. Với chưa? Ấy. Rồi, và tầng vừa thôi. Được chưa? Bới không? Bới kìa bác ơi. Đấy, thôi thôi, vừa ông mòn nốt. Ok chưa bác? Ok, ok. Rồi, rồi, ok các bạn. Rất mới, rất xuất sắc các bạn. Lên cao đúng không? Đây này, ở đây là của bác này. Bác cho cái lớp ngoài này nhá. Bên kia bác cho lớp ngoài thì nó sẽ lên được cao. Chứ bác đừng chỉnh cái kia nhá. Là nó vỡ đít rồi đấy. Khóa chưa? Khóa rồi bác. Đấy, nghiêng ngả đầy đủ hết. Đấy. Nếu mà bác dùng, các bác mua máy mà sau để ý, nếu mà cái nghiêng ngả này mà nó về sau nó chập chờn thì các bác nhớ là các bác nối hai đường này vào nhau. Nhưng các bác phải rút cái đường điện ở kia ra nhá. Chứ không 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 rút cái đường điện kia mà không may tay nó cứ đẩy kia là máy nó yếu. Nhiều ông là cắt cái này nhưng cái đường công tắc điện kia mình không rút ra. Xong bắt đầu là các bác dí vào là không biết, là máy nó cứ lị máy đi thôi, nó yếu máy. Đấy bác nhá. Đấy, còn răng pha kiếm này bác căng hai bên. Và cái này là có cả lỗ bơm mỡ. Bác phải bơm mỡ vào đây thì nó sẽ bền bi. Đấy, và hai bên bác căng không cho nó xê bên nọ bên kia là được. Đấy, rồi ok. Lên xe. Hòa Bình đâu không? Chiều nay được nghỉ không? Chiều được nghỉ đi Hòa Bình. Hòa Bình đầy mía. Nhiều mía ngọt lắm. Và những cái chìa khóa các bác để ý, nếu mà đà cái chìa khóa mà mình đà quá thì mình phải hơi đẩy lại một tí, không là nó chập ổ khóa đấy. Đấy, vì là cái này mà nó là chập ổ khóa thì nó mới hỏng củ đà. Còn không chập ổ khóa thì củ đà không bao giờ hỏng đâu. Lên xe các bạn. Bàn giao liên tục 385 số cơ bên cơ. Lốp dày đấy, đây cho bác thêm một đôi lốp to này. Để về bác có kéo gì thì kéo một đôi này thì sẽ bơm được 3 cân dày bịch. Cho lên trước hay là cho lên sau gì? Cho lên sau cũng được chú ạ. Không, bác cứ bình tĩnh. Lên xe. À, hai anh. Tiến ra đây, tiến ra sang bên này đây. Thôi, vào tầng chậm thôi con. Tiến lên sang bên này đây. Rồi, sang bên kia. Rồi, ok. Được rồi, thẳng lái. Rồi, lùi đi. Rồi, giả lại. Giả lái. Lùi qua cho tầng chậm thôi. Phải mình lên cho em đi. Rồi. Vướng ơi, cho sang bên kia. Tiến lên đây. Được rồi. Tiến lên. Được rồi, lùi, thẳng lái. Được rồi, thẳng lái. Chéo sang bên kia. Lửa ra, lửa bánh nha. Lửa bánh bên này. Quay lại. Quay bánh lại. Lửa. Được rồi, lên đây. Đi một tí nhưng lại giả lái. Được rồi, ô đừng quậy. Giả lửa. Lửa về đây. Thôi được rồi. Giả bánh đây. Được rồi, vừa thôi. Giả lái. Thôi mình lên cho em đi. Anh biểu cái này mất điểm rồi. Anh không nhìn được kỹ đằng sau. Con này nó là con to. Có cả phay to. Phay 1m9. Đấy. Được rồi. Đéo bấm cái nghiêng kia lên. Thôi chéo ra. Rồi. Ok. Lên xe các bạn nhé. Bàn giao liên tục không ngừng nghỉ. 385 số cơ bên tư.
rất đẹp. Xác đây cả lốp, cho bác thêm một đôi lốp nữa để bác chạy. Mới đầu về chạy bình tĩnh đấy bác ạ, vì con này nó đi nhanh hơn các con khác đấy. Cứ bình tĩnh vào số bên, chủ yếu cái tầng ở bên tay trái của bác ấy, bác cứ vào tầng vừa vừa thôi. Bấm cái nghiêng ngả lên kìa ông Bảo, bấm nghiêng ngả cho nó cân lên. Đấy, lửa lên. Rồi, ok. Rồi. Đấy. Được không? Đấy. À, xong các bạn. Bàn giao là 6 em buổi sáng. Máy vẫn còn rất chưa nhiệt.